Ngọc Sơn tiết lộ về sự thật tin đồn sắp cưới Như Quỳnh. Ngọc Sơn vừa có chuyến lưu diễn tại Paris. Tại đây, anh có dịp hội ngộ Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Lam Trường Thanh Thảo, cùng nhau dạo quanh thành phố cổ kính xinh đẹp. Đặc biệt, Ngọc Sơn còn mang theo cả món ăn Việt để mời các nghệ sĩ cùng thưởng thức. Trước thông tin lan truyền gần đây về tin đồn đám cưới với ca sĩ Như Quỳnh, anh cười lớn và chia sẻ ngắn gọn. Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình dấu yêu luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình. Chắc rằng mọi người thấy Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gắn ghép vậy thôi cả nhà ơi, chuyện này không có đâu vì thời gian Ngọc Sơn nghỉ ngơi còn không có thì làm sao có thời gian đi bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh. Ngọc Sơn từng chia sẻ trên báo rằng mình từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước, còn bây giờ chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và cuộc sống đời thường. Xin cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu mến. Khi nào có tin vui, Ngọc Sơn chắc chắn sẽ thông báo đến với đại gia đình dấu yêu ngay, Ngọc Sơn nói thêm. Ngọc Sơn từng được một người bạn quảng cáo về Như Quỳnh khi còn chưa gặp mặt ngoài đời. Đó là vào năm 1987 khi Ngọc Sơn quay video ca khúc Hoa Sứ Nhà Nàng và sau đó gửi cho một người bạn là đạo diễn xem góp ý về mặt nội dung. Sau đó người bạn này đã nói với Ngọc Sơn về một nữ ca sĩ hát rất hay, lại xinh đẹp, mà nếu kết hợp với Ngọc Sơn thì chắc chắn sẽ tạo sự kết hợp vô cùng thú vị. Ngọc Sơn tò mò tìm xem clip của cô ca sĩ và biết đó chính là Như Quỳnh. Anh đã bị chinh phục bởi không chỉ giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo mà còn bởi nét đẹp thuần Việt của Như Quỳnh xuất hiện trong hậu trường đêm diễn vừa qua ngọc sơn chia sẻ anh rất cảm động khi đón nhận sự yêu mến quan tâm của đông đảo khán giả hải ngoại dành cho mình không chỉ các khán giả lớn mà cả các khán giả nhí cũng bày tỏ sự yêu mến đối với ca sĩ. Ngọc Sơn thoải mái trò chuyện với hai fan nhí đến từ Đức bằng tiếng Đức. Tuy đang lưu diễn tại châu Âu, Ngọc Sơn bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi số phát sóng Vân rời cậu đây rồi vừa ra mắt nhận được nhiều lời khen và lấy nhiều giọt nước mắt của khán giả, mang đậm chất tình và đầy tính lãng tử. Ngọc Sơn chạm được tới trái tim của danh hài Hoài Linh và không ít khán giả xem chương trình kết thúc ơn rời. Giọng ca tình cha bất ngờ được lựa chọn là nghệ sĩ nhận lấy chiếc cúp danh giá của chương trình. Thực hư thông tin ca sĩ Ngọc Sơn có con trai. Vào đúng dịp sinh nhật của mình, ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn đã làm lễ khánh thành nhà từ đường tại quê nhà Tam Hải, núi Thành, Quảng Nam. Đây là công trình được nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết, sức lực, tự tay gánh vác mọi chi phí cũng như thiết kế sắm sửa đồ đạc nội thất. Đáng chú ý, trong lần trở về quê nhà lần này của Ngọc Sơn có sự xuất hiện của một cậu bé với vẻ ngoài có nhiều nét tương đồng, từ ngoại hình cho tới phong thái, cử chỉ và luôn theo sát nam ca sĩ. Cũng bởi vậy nên trộn lên tin đồn đây chính là cậu con trai mà Ngọc Sơn bấy lâu nay giấu kín tới giờ mới đưa ra mắt bà con họ hàng. Tuy nhiên, trước thông tin này, Ngọc Sơn chính thức lên tiếng nói rõ thực hư. Theo đó, nam ca sĩ cho biết cậu bé này là người mẫu nhí Phong Thiên, là con trai của một người em thân thiết với anh từ hỗ cơ hàng. Bé vẫn gọi anh là bác ba nam ca sĩ nói thêm tuy không phải con ruột nhưng anh luôn đối xử chăm phong thiên như con đẻ của mình từ lúc cậu bé lọt lòng và cũng đã dìu dắt dạy bảo rất nhiều cho phong thiên từ cuộc sống cho tới nghệ thuật cách hát phong thái cử chỉ bản lĩnh sân khấu vì lẽ đó không khó hiểu khi cậu bé có những nét tương đồng với giọng ca từng gia ngọc sơn cho biết dịp này khi anh về quê xây nhà từ đường phong thiên chủ động nói muốn trở về quê nhà của bác ba để tìm hiểu về cuộc sống của anh và cả những giá trị nhân văn tình cảm gia đình tình yêu đồng bào quê hương đất nước mà anh vẫn luôn dạy bảo cậu bé Ngọc Sơn trải lòng về scandal ăn chơi thác loạn vào vòng lao lý. Tập 3 của chương trình Ngân Nga Tại Gia gây ấn tượng với sự tham gia của khách mời Ngọc Sơn. Dẫn dắt số phát sóng lần này có Võ Hạ Trâm và Quách Tuấn Du. Hai nghệ sĩ cùng ghé thăm nhà danh ca Ngọc Sơn để lắng nghe những lời tâm sự và giọng hát dạt dào tình cảm của anh. Ngoài việc khiến mọi người trầm trồ về sự hoành tráng, biệt thự của ông Hoàng Nhạc Sến còn gây ấn tượng bởi cách trang trí khác lạ. Nổi tiếng là một người coi trọng đào hiếu, Ngọc Sơn không ngại thể hiện bày tỏ quan điểm sống của mình bằng cách khắc chữ hiếu thảo vào bốn điều chân tình do anh tự viết ra ngay trên hai bức tường trước cửa nhà. Dù đã ngoại ngũ tuần, nhưng Ngọc Sơn vô cùng trẻ trung, khỏe mạnh nhờ lối sống khoa học, thường xuyên tập thể dục thể thao. Khi được võ Hà Trâm khen ngợi, anh hài hước đáp, tất cả những người nhìn Sơn mà khen đẹp đều là người tiên. Tại người cõi trên nhìn nhau nhận ra liền. Bóng bàn và gym chính là môn thể thao được giọng ca lòng mẹ lựa chọn để rèn luyện sức khỏe nhờ chăm chỉ tập luyện mà ngọc sơn làm được một điều ít ai làm được đó là vừa đẩy tạ vừa hát trong khi con trai nuôi quách tuấn du chỉ ngồi kéo tạ tay đã thở dốc thì nam ca sĩ thản nhiên vừa tập vừa hát cực ngọt mà không hề bị đứt hơi điều khiến vợ hà trâm không phục thốt lên mọi người đã nghe được giọng hát rất khỏe của anh ngọc sơn cho dù trên tay anh là cục tạ mấy chục ký nhưng vẫn hát một câu rất dài rất ngọt rất mượt mà không bị trung ngoài chia sẻ về cuộc sống hiện tại ngọc sơn gây bất ngờ khi trải lòng về scandal thác loạn trong quá khứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi của anh nam danh ca ngập ngừng chia sẻ khi bị hiểu lầm và bị vòng lao lý gia đình cũng đều biết Ngọc Sơn buồn, rủ rượi và tự nói với bản thân chắc kiếp này xui, dồn hết cho cha mẹ thôi. Nhưng khi bước lên sân khấu, trở lại ánh mắt của đại gia đình, Ngọc Sơn muốn khóc mà mãi mãi cái tình cảm trung thành, trung thủy, yêu thương Ngọc Sơn cho đến bây giờ. Ngọc Sơn không muốn giải thích, không khó chịu mà chỉ muốn nói. Ngọc Sơn mang ơn đời đã ban cho mình tình nghĩa. Cảm ơn những ai đã hiểu lầm vì họ thương mình, họ mới hiểu lầm mình. Thời điểm đó khoảng năm 92, anh bị bắt tại một bữa tiệc sinh nhật đã có tin đồn rằng Ngọc Sơn ăn chơi tác tán, bị bắt tại chỗ vì cởi quần áo mang vào cao su tham gia thác loạn. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng phủ nhận và chia sẻ lý do bị bắt do hát những ca khúc bị cấm. Lắng nghe tâm sự từ đáy lòng của cha nuôi, Quách Tuấn Du vô cùng thương cảm. Thời điểm đó anh còn nhỏ, sống ở quê, tuy ngưỡng mộ nhưng chưa từng tiếp xúc với Ngọc Sơn nên hoàn toàn tin scandal là sự thật. Tuy nhiên, khi đặt chân lên Sài Gòn trở thành ca sĩ, được tiếp cận Ngọc Sơn thì suy nghĩ của anh đã thay đổi. Nam ca sĩ tâm sự, những ngày tháng đó, Du hiểu lầm về con người của ba nhiều nhất. Trâm biết rằng những hôm mưa gió bão bùng mấy ngày liên tiếp, bầu sô muốn kéo đoàn về. Nhưng ba lúc đó sẵn sàng lấy tiền túi ra cứu đoàn, kêu đoàn trụ lại để sân khấu sáng đèn, chứ đoàn về là banh sát. Những tình cảm dành cho anh em trong gia đình nghệ sĩ mọi người đều kính trọng. qua Tôn Du cảm thấy được tiếp cận và làm con nuôi của ba là điều vô cùng hạnh phúc. Tình cảm chân thành của con trai nuôi khiến Ngọc Sơn cảm động không nói nên lời. Tiếp đến, nam danh ca gửi lời cảm ơn đến khán giả thông qua ca khúc Tình Phụ Tử. Không kiềm được xúc động, Ngọc Sơn bật khóc vì nhớ đến người cha đã khuất. Ngọc Sơn tiết lộ chuyện tình cảm tuổi 53, nói thẳng về người thừa kế khối tài sản 400 tỷ của mình. Hồ Văn Cường ngày càng có nhiều thay đổi sau khi rời khỏi nhà Phi Nhung, được danh ca Ngọc Sơn và Bộ Thụy nâng đỡ. Mới đây, Việt Nam Net đã có cuộc trò chuyện với danh ca Ngọc Sơn về công việc và cuộc sống riêng. Khi được hỏi về việc sắp xếp công việc sau khi thành lập tập đoàn lớn, nam ca sĩ cho biết, Tôi dù giữ chức vụ gì trong xã hội, vẫn luôn là tấm thần nhỏ bé của đại gia đình, vẫn giữ tròn nghiệp ca hát, luôn tiếp xúc bà con không kể tầng lớp xã hội nào và lan tỏa tình yêu quê hương, gia đình bằng âm nhạc. Tôi kinh doanh từ thập niên 1990, chứ không phải tay ngang vào ngành. Thú thật, tôi rất sành bất động sản, nhắm mua nhà đất chưa bao giờ trật. Bí quyết của tôi là nhìn xa trong rộng, luôn học hỏi và không bao giờ vội vàng. Vì vậy, tôi trong nghệ thuật là danh ca, nhạc sĩ, bước vào kinh doanh, vẫn là người có thâm niên, tôi đang vận hành tập đoàn của mình rất tốt. Trong cuộc sống, người ta tìm cầu tiền tài, lợi lộc, niềm vui, còn tôi chỉ cầu sức khỏe. Có thể nói tôi đang ở trạng thái sức khỏe thượng đỉnh, tôi từ chối bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe của mình. Mỗi ngày tôi có thể ngủ đến 9-10 giờ hoặc dậy từ 5-6 giờ nếu có công việc. Tôi làm việc thâu đêm hoặc di chuyển đến 3 tỉnh thành trong ngày là bình thường. Càng làm việc tôi càng vui và yêu đời. Để làm việc ào ào không biết mệt, tôi phải khỏe thế nào các bạn hiểu. Tôi thiết lập chế độ ăn uống, tập gym cho riêng mình và thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Ở bất cứ đâu, tôi đều có thể lấy tạ ra tập hoặc chống đẩy tại chỗ. Ngọc Sơn cũng vô cùng đau lòng khi mẹ ruột của mình mới qua đời thời gian gần đây. Nam ca sĩ chia sẻ mỗi khi nhớ mẹ, nước mắt lại tự nhiên trào ra, nỗi đau vẫn còn đau đấu trong tim. Hiện tại cha mẹ không còn, tôi dồn thời gian và tiêm ốc cho công việc, quê hương và hoạt động thiện nguyện. Những điều tôi đang làm hiện tại đều nhằm làm giàu đẹp, mũi né, phan thiết, mảnh đất tôi rất yêu và nhiều duyên nợ. Tôi thích trồng rau, nuôi gà, gắn bó với quần chúng nhân dân. Nếu không yêu người dân lao động, làm sao tôi sáng tác được bài thường người nông dân? Tôi bận biểu mỗi ngày, xem sự bận biểu là niềm vui. Bây giờ tôi thích viết nhạc, chơi thể thao, mang tới cho mọi người năng lượng tích cực, cũng là tạo sự tích cực trong mình. Ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn chia sẻ. Đặc biệt, Ngọc Sơn còn tiết lộ về chuyện tình cảm của mình hiện tại xin tặng bạn bốn câu thơ. Trên đời ai cũng có đuôi, riêng Ngọc Sơn vẫn lẻ loi một mình. Nhưng Sơn có đại gia đình, gặp nhau ca hát tâm tình rất vui. Thu thật tôi chấm thi hoa hậu nhiều, nhưng chưa từng đổ người đẹp nào. Tôi không đổ họ bởi ngoại hình, mà chỉ thương người phụ nữ bởi vẻ đẹp tâm hồn. Chính vì yêu và trân trọng phụ nữ, tôi càng nghiêm túc, không dám yêu bừa một ai. Xin hỏi thẳng, biệt thự Thiên Niên Kỷ được định giá là 400 tỷ đồng, sư Nguyệt Ánh quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đã được tôi quyên tặng cho từ đường giọng họ nên không phải làng tăng. Tôi chưa có con nhưng có đầy con tinh thần, đó là những tác phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu gia đình, quê hương đất nước, tôi để chúng lại cho đời. Ngọc Sơn họ Phạm nhưng thiết nghĩ họ Nguyễn Trần Lê đều là con một nhà, là con rộng cháu tiên, người con dân tộc Việt Nam vĩ đại thôi, vì vậy việc của tôi là sống cống hiến cho đất nước sao cho các con em nhìn vào ngọc sơn là nhớ tới tấm gương hiếu thảo